khen tuông được xem là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu, nhưng cũng có không ít trường hợp chính xúc cảm này lại là nguyên nhân làm tình yêu sạn nứt tan vỡ. Mới đây nhất, chỉ vì nghi ngờ chồng ngoại tình, một người phụ nữ ở Phú Thọ đã sang tận nhà tình địch rồi nhẫn tâm hất cả ca nước sôi vào ba mẹ con nhà hàng xóm. Ngày 22 tháng 7, công an huyện Thanh Sơn Phú Thọ cho biết đang hoàn tất điều tra vụ việc bé gái 7 tuổi cùng mẹ và em gái 2 tuổi bị tạt nước sôi bỏng nặng. Theo cơ quan điều tra, Khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 6, chị Hà Tê, Tê sinh năm 1996 ở xóm Quét, xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn, cùng hai con nhỏ đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị người phụ nữ cùng xóm là Hà Thị Quyên sinh năm 1994 hất cả can nước sôi vào người. Vụ việc khiến chị T và hai con gái là Hà TD 7 tuổi và Hà TL 2 tuổi bị bỏng, phải đưa đi sơ cứu và điều trị tại trung tâm y tế huyện Thanh Sơn. Nhận được thông tin Ủy ban nhân dân xã Đông Cửu cử cán bộ xuống làm rõ, ông Hà Văn Cách, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Cửu cho biết, thấy vụ việc có thể nghiêm trọng vượt quá thẩm quyền của công an xã nên chúng tôi đã báo cho công an huyện Thanh Sơn vào cuộc. Ngày 21 tháng 6, công an huyện Thanh Sơn đã trưng cầu trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ giám định tỷ lệ phần trăm tổn hại sức khỏe của chị Tiên cháu Du và cháu Liên. Kết quả giám định thương tích chị T bị tổn hại 15%, cháu D bị tổn hại 15% và cháu L bị tổn hại 6% sức khỏe. Ngày 22 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Quyên về tội cố ý gây thương tích. Kết quả điều tra cho thấy chị Hà Thị Quyên nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với chị T nên đã chuẩn bị nước sôi vào can nhựa mang sang nhà chị T, hắt gây bỏng cho chị T và hai con gái công an huyện thanh sơn đang hoàn tất quá trình điều tra để tiếp tục các bước tố tụng theo quy định của pháp luật ghen sẽ là gia vị ngọt ngào khi người trong cuộc tỉnh táo ý thức được việc làm của mình và đặc biệt khi nó xuất phát từ tình yêu sự trân trọng và mong muốn thấu hiểu lẫn nhau để cùng vun đắp hạnh phúc lâu dài hy vọng những trường hợp ghen tuông mù quáng như trên sẽ không tiếp tục tái diễn trong thời gian tới